chân dài co lắc. Đây là những dòng quay đang bay lên nha nè, dễ ok nha, cao cây. Kích thước làm video luôn, lắc lượng từ dưới lên trên luôn nha. Đây, cái phần này nó hơi bị lũ thép nha anh em, lũ thép không bọng nha, lũ thép nha, đó. Rồi, nằm xuống đo thước đây. Bên đầu quanh cuối dễ, quanh đầu 28 nha anh em. Rồi 23, chiều cao đây đây, chiều thứ đây, cuối dễ 23, quanh đầu 28. Rồi chiều cao 1m90 nha anh em.